chiếc Volkswagen của bạn chỉ hoạt động một cách tốt nhất khi được chăm sóc, bảo dưỡng và sửa chữa đúng cách. Và để đảm bảo các yếu tố này, hãy luôn mang xe đến các hệ thống đại lý Volkswagen chính hãng. Và đây là những lý do bạn nên chọn dịch vụ chính hãng thay vì làm ở những gara bên ngoài. 100% phụ tùng và phụ kiện là hàng chính hãng, hoàn toàn phù hợp với chiếc Volkswagen của bạn. Điều này sẽ đảm bảo chiếc xe luôn vận hành một cách ổn định, tránh hỏng vặt và duy trì tối đa tuổi thọ. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật được đào tạo một cách bài bản theo tiêu chuẩn của Volkswagen toàn cầu. Các chuyên viên kỹ thuật có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm sẽ chăm sóc chiếc Volkswagen của bạn một cách chuyên nghiệp. Được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Volkswagen toàn cầu, các sở dịch vụ của các đại lý ủy quyền chính hãng của Volkswagen sẽ được trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo các quy trình về bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đồng sơn. Nếu chiếc Volkswagen của bạn gặp bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng, hãy đến xưởng dịch vụ chính hãng sẽ được khắc phục và sửa chữa một cách nhanh chóng và đảm bảo về chất lượng. Đây là đặc điểm mà các gara bên ngoài không có. Quy trình chăm sóc khách hàng được chuẩn hóa, chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng của mình, đảm bảo các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của khách hàng được tiếp nhận và giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tất cả các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen luôn có phòng chờ dịch vụ, đảm bảo không gian sang trọng, tiện nghi và thoải mái cho tất cả khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ của Volkswagen. Tất cả phụ tùng, phụ kiện sẽ được bảo hành chính hãng 2 năm và không giới hạn km ở tất cả các đại lý ủy quyền chính hãng trên toàn quốc. Hãy đến ngay các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen để chúng tôi có thể chăm sóc chiếc xe của bạn, vì chỉ có chúng tôi mới làm tốt nhất điều đó. Đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất của Volkswagen. Quý khách hàng có thắc mắc gì, hãy liên hệ hotline hoặc để lại thông tin theo form bên dưới. Volkswagen.